Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Quế và Trùng Figure, shop bán áo và figure chính thức của hệ thống kênh The Reviewer. Ngày 11 đến 14 tháng 2 năm nay, chúng tôi sẽ tặng một figure và quà gacha ngẫu nhiên, áo, tranh, móc khóa cho mỗi đơn hàng mua áo của Trùng Quế. Cùng với đó là từ giờ đến cuối tháng cũng như đến cuối năm, chúng tôi có cực kỳ nhiều ưu đãi. Mua đi! Những bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ đã khiến các bạn nhàm chán. Đừng lo, hãy đến với một bộ phim khoa học viễn tưởng của Hàn Quốc. Thứ đến đây để chuẩn bị làm các bạn chán, nhưng mà nó top 1 Netflix nên là cũng phải xem tí cho nó cập nhật. Đùa chứ phim này nội dung không trắng tròn mà sâu sắc về tình cảm gia đình, một thế mạnh của phim Hàn. Và sau đây là giới thiệu nhân vật. Đây là nhân vật bà mẹ aka nữ anh hùng của loài người. Tại sao bà lại là nữ anh hùng? Thì tí nữa nói tiếp. Đây là người con gái của nữ anh hùng. Nhìn mặt bà ta có giống Năng Vui không? Không, vì bé tí mẹ đã hẹo để làm nữ anh hùng. Tiếp nữa đây là viện trưởng viện nghiên cứu với quả tóc bảnh chọe. Đó là ba nhân vật mà bạn cần biết và đồng hành. Câu chuyện bắt đầu bằng chuyện nước lũ dâng cao, làm các tiktoker mặn hơn. Loài người và các youtuber phải di cư lên vũ trụ. Vũ trụ phân chia đánh theo số. Và hiện tại thì nữ anh hùng đang bắn nhau đùng đoàng với những cỗ máy được vũ trang. Đang píu píu hay thì nữ anh hùng bị ăn một phát đạn. Nhưng thứ lòi ra từ vết thương không phải là xương, mà là sắt thép và dây điện. Chưa kịp sốc thành tiếng, tất cả trận bắn nhau y xèo này là một môi trường giả lập của tổ chức Cronoi, đứng đầu bởi viện trưởng Bảnh. Với trưởng nhóm của dự án là con gái mặt quặng, mục đích của dự án là để khôi phục tiềm thức não bộ của nữ anh hùng. Não của cô được mổ xẻ và copy, rồi được đưa vào hàng loạt cơ thể máy móc, hòng tạo ra các thế hệ siêu chiến binh AI có sức chiến đấu tương đương với cô. Màn chiến đấu giả lập vừa rồi là bài test mà chưa một người máy nào vượt qua, và người máy nào cũng mắc kẹt ở cùng một vị trí mà không ai rõ lý do vì sao. Họ nhanh chóng đưa con AI vào trong để chuẩn bị cho buổi thuyết trình, nơi Cronoi giới thiệu dự án của họ đến với một người đàn ông quyền lực và già. Họ bắt đầu nói về dự án, về nữ anh hùng và cách mà gia quyến của cô đã hiến tặng cơ thể của nữ anh hùng để công ty Cronoi chữa trị miễn phí cho bà, đồng thời nhân bản não bộ của bà chuyển hóa thành dữ liệu phục vụ cho việc chế tạo vũ khí AI. Và công việc của họ hiện tại là tách dữ liệu kỹ năng chiến đấu khỏi não bộ của nữ anh hùng để chế tạo một AI hoàn hảo nhất. Điều này khiến mấy ông già và quyền lực kia nhăn nhó, vì tất cả những gì họ muốn chỉ là búp bê tùng dịch. Và tại sao lại dùng một chiến binh đã thất bại để chế tạo vũ khí AI cơ chứ? Thế có chiến binh nào giỏi hơn không? Cô gái nói, lập luận quá sắc bén. 10 điểm tranh luận. Cô con gái và viện trưởng Bảnh có cuộc trò chuyện thân mật về chủ tịch trên tường và về việc phải phỏng vấn robot nữ anh hùng thứ 17 trước khi tiêu hủy. Để làm gì? Tất nhiên là để hiểu nó hơn, để xem phản ứng của não. Số 17 mở mắt ra thì thấy mình không thể chơi quản tù tì được nữa. Bèn gào khóc tuyệt vọng chứ chả chia sẻ trải nghiệm gì. Và thế là bị đưa đi tiêu hủy. Mọi người chán nản, chiếc não được rút ra chờ thí nghiệm robot thứ 18. Anh trợ lý béo tươi cười an ủi. Anh ta tham gia vào tổ chức này vì hâm mộ nữ anh hùng đã khuất từ nhỏ. Thấy anh này có vẻ cũng tốt, cô con gái cũng sẻ chia. Chuyện là y hồi nhỏ có cục mụn trong phổi. Nữ anh hùng phải làm lính đánh thuê để con gái có tiền nặn mụn. Thế là con gái sống trong tâm trạng sợ mồ côi và tự đổ lỗi cho chính mình về cái chết của mẹ. Tôi không biết là mẹ có trách cứ tôi không. Thế sao cô không hỏi bà ấy? Cô con gái kiểu chí lý, chia tay anh trợ lý mập. Cô lên chiếc xe mà người trái đất gọi là tàu điện, bằng một cách điện ảnh nào đó. Cô con gái thấy một cặp mẹ con đang trao đổi yêu thương. Thế là cô hoài niệm, nhớ về ngày mình còn mụn và còn mẹ. Chuyến tàu cuối cùng cũng cập bến. Cô con gái thực hiện bài kiểm tra đạo đức số 8. Không rõ về 7 lần trước như nào, nhưng lần này bác sĩ báo thêm, mụn phổi của cô đã di căn, tạo thành gia tộc ở cả nội tạng chứ không chỉ phổi. Nếu bạn vẫn chưa hiểu mụn ở đây là cái gì thì nó là ung thư ấy. Theo tính chất bắc cầu thì ca phẫu thuật hồi nhỏ là vô nghĩa. Bắc cầu phát nữa thì mẹ cô hy sinh vô ích, cô con gái còn 3 tháng. Và trước mắt cô là 3 loại AI để cô sao lưu não. Loại A là AI có đủ quyền công dân, cực đắt. Loại B là AI có ít quyền hơn tí, cũng hơi đắt. Loại C là AI da đen, chả có tí quyền công dân gì. Người ta thích làm gì với dữ liệu não của nó thì làm, nhưng gia đình cô sẽ được trả tiền. Đó chính xác là cái loại mà mẹ cô đã phải chọn để cả nhà có tiền trang trải cuộc sống, tạm thời xa những u buồn. Tiếp theo là thí nghiệm cho robot thứ 18. Vẫn là giả lập quen thuộc, nhưng lần này viện trưởng Bảnh yêu cầu bắn vào chân robot thứ 18 ngay từ đầu, cho nó có sự khác biệt. Số 18 vừa mới được mở lên đã la é é é. Mọi người nhìn ngạc nhiên kiểu, má bắn vào chân khiến bà biến thành người Phú Yên hả? Xong mấy con robot tràn vào và số 18 bị dí súng vào đầu luôn. Vùng màu xanh ý chí chiến đấu giảm xuống, vùng màu đỏ đau đớn tăng nhanh. Số 18 sụi lơ. Tuy việc này khiến cho số 18 hẹo khá nhanh, nhưng một vùng bất thường ở não đã được kích hoạt và mang lại tinh thần chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Bảnh gọi nó là vùng màu vàng và muốn nhanh chóng báo tin này cho chủ tịch. Vậy là phải lên đường đến trụ sở chính Cronoi, một nơi có cái tượng to đùng. Không may tại trụ sở họ gặp chị áo hồng aka nữ giám đốc phát triển sản phẩm, nói là chủ tịch đang bận đóng clip chủ tịch và cái kết. Thế là họ lại trở về. Ai ngờ đâu chủ tịch đã ở đây từ lâu. Viện trưởng háo hức lôi theo trưởng nhóm đến gặp chủ tịch, nhưng chủ tịch thì không, nên chủ tịch tắt viện trưởng đi. Và ở đây chúng ta được biết thật ra viện trưởng cũng là AI. Biết ai không phải AI không? Đó là những người mua áo của Trùng Cuối. Chủ tịch xuất hiện, tiết lộ một điều khủng khiếp. Thứ nhất là viện trưởng Bảnh chính là AI của chủ tịch. Thứ hai là chiến tranh chuẩn bị chấm dứt, không AI chiến đấu nữa.
dự án của Bảnh sẽ bị dẹp bỏ, bất chấp số tiền khổng lồ đã được đổ vào. Còn các bản sao của nữ anh hùng thì sao? Làm búp bê đi để bố mày bán merch. Điều này khiến viện trưởng Bảnh không vui. Anh ta trở về và thử nghiệm liên tục, rồi lại thất bại liên tục ở đúng một chỗ đấy. Tuy chiến dịch sắp bị hủy, nhưng viện trưởng Bảnh không chấp nhận làm cái gì giang dở. Anh muốn kích hoạt lại vùng vàng của não như lần trước, liền bắt cả đội đến phỏng vấn robot số 21. Nhưng nó giống tra tấn hơn. Bảnh thử ra lệnh cắt tay, Bảnh thử bắn lại vào chân, nhưng vùng cam vẫn không xuất hiện trở lại. Trưởng nhóm chịu hết nổi, giành quyền kiểm soát máy móc. Vì không muốn thấy mẹ mình bị hành hạ, viện trưởng liền dí súng luôn vào đầu trưởng nhóm. Thì đúng lúc đó chủ tịch gọi anh ta. Tranh thủ khi Bảnh đi vắng, trưởng nhóm chính thức kết thúc dự án AI chiến đấu. Toàn bộ dữ liệu sẽ được cô quản lý. Cô xem dữ liệu và thấy một bản đã bị xuất ra, thủ phạm là trợ lý béo. Trưởng nhóm phi thẳng đến tư gia của y, thấy y hội thoại có phần ấp úng, cô xông vào phòng. Và trước mắt là một AI nữ anh hùng nhưng đang mặc đồ lọt khe. Và cô hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Một tương lai mà lũ Weibo làm trò đối bại với mấy con AI khuôn mặt của mẹ cô. Trưởng nhóm buồn bã bỏ đi. Mặc dù mặt cô nhìn lúc nào cũng buồn bã. Cô đến phỏng vấn robot số 21, vì đây là thí nghiệm cuối cùng. Cô nói rằng nữ anh hùng à, cô đã chiến đấu hết sức, nhưng vết thương của cô quá nặng và cô không thể qua khỏi được. 21 có vẻ rất bình tĩnh trò chuyện với trưởng nhóm, chấp nhận số phận của mình. Giây phút định ấn nút hủy, vùng vàng của não bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. 21 không băn khoăn về tính mạng của mình, mà chỉ lo lắng cho ca phẫu thuật của con gái. Nữ anh hùng rơi lệ khi biết ca phẫu thuật đã thành công. Và nguyên nhân cô mất tập trung dẫn đến thất bại là vì cô lỡ đánh mất con búp bê con gái tặng cô. Trưởng nhóm tắt tạm nữ anh hùng đi để gào khóc. Trước khi bước vào thí nghiệm cuối cùng, trưởng nhóm xóa vùng vàng trong dữ liệu 21 và thì thầm vào tai của số 21 kế hoạch của cô. Sau đó một bài test giả lập khác lại diễn ra và lại thất bại như thường lệ. Viện trưởng Bảnh cũng buồn bã rời đi, nhưng đang đi thì lại cứ thấy lấn cấn. Hắn quay lại xem video và phát hiện ra số 21 chỉ giả vờ trúng đạn. Biết mình bị lừa, viện trưởng bật báo động cả trụ sở đến tháng. Bảnh điều 3 AI dựa trên não của nữ anh hùng đến bắt 21. Dù là đánh với chính mình nhưng 21 khá khó khăn khi phải 3-1. Khi trưởng nhóm tìm đến hiện trường, cũng là lúc cảnh sát ập đến, lúc 21 thất thế nhất. May mắn được trưởng nhóm xuất hiện giải cứu. Trưởng nhóm thay não 21 và AI để đánh lừa cảnh sát cũng là AI. Khi họ phát hiện ra sự thật thì hai mẹ con đã kịp lên tàu tẩu thoát. Nhưng đừng vội tưởng mọi thứ đã ổn, dòng người vội vàng lướt qua. Oh wow, gặp ngay viện trưởng. Anh chàng nói nhiều thứ nhưng không có thứ ngày tháng. Một cuộc chiến không thể tránh khỏi đã xảy ra. Viện trưởng làm trưởng nhóm bị thương, 21 lại làm viện trưởng bị thương. Bảnh nhận ra mình cũng là AI chứ không có máu đỏ da thịt. Y cười như một thằng bỏ làng ra vàng, bật chế độ chaos, lao vào cận chiến rất hăng. Trong lúc cận chiến đạp phải nút phanh của tàu, khiến cho 21 văng ra ngoài. 21 luồn lách bay lại từ cửa sổ. Vịnh Xuân, Diệp Mần. À không, có tin vui này. Cảnh sát đã tìm đến đây, họ tham gia combat để tốn tiền kỹ xảo, đánh nhau như trong phim Transformer và cái kết chỉ có một, với công lý về tay người tốt, à không, AI tốt. Nhưng trưởng nhóm thì ăn đạn thủng cả người và tự biết mình sắp hẹo. Giây phút mẹ con ôm nhau cảm động, trưởng nhóm cũng thiết tha nói với số 21 hãy chạy ngay khỏi đây và hãy cố gắng mà sống thật tự do. Cô cứ thế chạy cho đến khi gặp một cái đồi nhỏ nhiều cây xanh, nơi mặt trời đang bắt đầu một ngày mới. Bộ phim kết thúc tại đây và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.